ngày 29 tháng 1, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, gia đình ông Trần Hùng, cựu cục phó Cục Quản lý Thị trường, vừa có đơn gửi cơ quan chức năng và báo chí tiếp tục kêu oan. Lý do tại phiên phúc thẩm, ông Hùng tiếp tục bị hội đồng xét xử phạt 9 năm tù, dù luật sư của ông Hùng đã trưng ra chứng cứ ngoại phạm. Trong vụ án này, dư luận và luật sư cũng đưa ra nhiều ý kiến khác nhau, trong đó có đề cập đến chứng cứ ngoại phạm của ông Hùng được nhà mạng cung cấp. Trước đó, tối ngày 23 tháng 1, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết sau 2 ngày xét xử. Ông Trần Hùng, 62 tuổi, cựu cục phó Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương, bị tòa bác kháng cáo kêu oan, giữ nguyên phán quyết sơ thẩm 9 năm tù về tội nhận hối lộ. Theo tòa, là tổ trưởng 304 thuộc Tổng cục Quản lý Thị trường, ông Hùng được xác định có chức vụ quyền hạn trong việc kiểm tra sách giáo khoa giả ở công ty Phú Hưng Phát do bà Cao Thị Minh Thuận làm giám đốc. Bản án phúc thẩm cho rằng, dù lời khai của Nguyễn Duy Hải có nhiều mâu thuẫn về thời điểm, nhưng quá trình điều tra, xét xử, bị cáo Hải đều thừa nhận giúp bà Thuận đưa tiền cho ông Hùng. Lời khai của bị cáo Hải phù hợp với bà Thuận của nhân chứng là đồng nghiệp ông Hùng và những người liên quan khác. Hải khai khớp với kết quả thực nghiệm điều tra cũng như sơ đồ hiện trường do anh ta vẽ lại. Với chứng cứ ông Hùng đưa ra trưa nay là một bản viết tay của phạm nhân về việc Hải kể được mớm cung để khai đổ tội cho ông Hùng. Tòa cho rằng tài liệu này không có xác nhận của trại giam hay cơ quan có thẩm quyền, không được thu thập theo trình tự quy định Bộ luật Tố tụng Hình sự, không xác minh được nguồn chứng cứ, tòa do đó không chấp nhận. Với các tài liệu luật sư công bố về dữ liệu cột sóng của Mobifone, hội đồng xét xử đánh giá chỉ có giá trị chứng minh về vị trí cột sóng điện thoại của ông Hùng, không có giá trị chứng minh địa điểm chính xác của điện thoại, càng không có giá trị chứng minh vị trí chủ nhân điện thoại, ông Hùng đang ở đâu. Vì thế, tài liệu không có căn cứ xác minh chứng cứ ngoại phạm của ông Hùng. Ngoài ra thì tài liệu điều tra đối với vụ việc công ty Phú Hưng Phát có thể hiện quy trình tiếp nhận và giải quyết vụ việc được thực hiện theo pháp lệnh quản lý thị trường và thông tư 35 ngày 12/8/2018 của Bộ Công Thương tại mức lục 25823 theo biên bản xác minh và thu thập tài liệu lại của C03 tại Cục Quản lý Thị trường Hà Nội. Văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trong phương án kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ tại công ty Phú Hưng Phát bao gồm Chúng tôi
vấn tha thiết đề nghị trung tâm mua iPhone có mặt ở trên tòa, nhưng chúng tôi đã từ chối một cách thất bại. Và chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi chỉ cần có một iPhone ở đây thì chúng tôi sẽ chứng minh dân chủ, chúng tôi mặc cả. Tại sao chúng ta khẳng định như vậy? Tại vì chính sách tài liệu đang trong hiện nay. Đây là tài liệu tôi đã nộp vào tháng 1 năm 2024. Tài liệu này chúng tôi được thu thập mới đây nhất trong ngày tất cả các đơn giản có 20 dòng đó. Tôi xin phép được công bố cũng như để giải thích một chút về phần này. Tuy tôi không phải là chuyên nghiệp hay là hiểu biết về mặt liên quan đến dữ liệu, liên quan đến vị trí, liên quan đến cuộc sống đứa bé của mọi người, nhưng tôi sẽ cố gắng để làm cho tất cả mọi người hiểu tại sao chúng tôi cần mua iPhone có mặt ở đây như vậy. Thứ nhất, trong các lần thu thập chúng ta được chứng minh trước thì đa phần chỉ thu thập cuộc gọi và tin nhắn. Khi thu thập cuộc gọi và tin nhắn thì nó sẽ kết nối với các cuộc VTS ở nơi có thể xác định được vị trí của cái máy đó đang ở đâu. Tuy nhiên, việc giải thích đó tại phiên sơ thẩm cũng đã không được diễn giải cách đầy đủ đúng ý nghĩa. Cho phần bản án, lần này chúng tôi đã cẩn thận hơn, đề nghị chi tiết hơn, và chúng tôi đã được hôm nay cung cấp cho cả phần đang mà. Tôi không muốn các giải thích được phần nói rõ hơn. Đây là dòng thứ nhất số 1, 15/7/2020, 11:30:18, hướng gọi thành công bản đi. Số chủ là 090-340-1430, số đến là 0948-222-828, thời lượng là 7, mã địa danh 130202, gạch ngang 1274, tên địa danh là quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Cuộc gọi thứ hai là vào 12:59:40 là tổ hợp đến, chứ không phải tổ hợp đi như trước. Đến số điện thoại 090-340-1430, từ số máy 097-1813-682, với thời lượng 33, mã định danh 130201813. Lúc này tên địa danh đã chuyển sang 11/28 với lối kiêm bằng. Đến các điểm thứ hai,
Điểm thứ ba là liên quan đến cái cuộc sống thì lại cứ đọc cái biên bản cũ. Chúng tôi đã nói là chúng tôi đã giao nộp cho tòa án chứng cứ mới vào ngày 12 tháng 1. Viện kiểm sát chắc là chưa đọc cái sao. Tôi đọc rất rõ từ buổi sáng rồi. Tức là hoàn toàn có căn cứ là giờ hình ngoại phạm vào cái khung giờ 13:10 đến 13:15. Ngoài hai vị trí cột sóng 12:59 và 14:02 là có đầy đủ các cột sóng khác chứng minh Trần Hùng ngoại phạm. Tôi đọc rất rõ ràng. Đó là các mốc thời gian tôi đọc lại nhé. 12:59, 13:09, 13:10, 13:22, 13:25, 13:29, 13:30. Trần Hùng đang ở trong bao bệnh gia đình chứng minh bằng trạm tiếp sóng 11:28 công kích thiên văn điện Hà Nội. Chứ không thể là đọc máy móc như các bạn cũng được. Nó sẽ tạo bức xúc trong dư luận xã hội. Bức xúc trong cái luật sư đã nói rồi mà lại bảo không có. Thế còn về cái liên quan đến vị trí của cuộc sóng chúng tôi đã trình bày rồi. Ở đây là có sự vi phạm nghiêm trọng của quốc hội. Tòa sơ thẩm đã diễn giải sai lệch lời trình bày của Ngô Lăng Phương tại phiên tòa. Chúng tôi đã trích dẫn rồi, tại phiên tòa sơ thẩm Ngô Lăng Phương, kiểm sát viên hỏi Ngô Lăng Phương là cái sự giao thoa cuộc sống mà không chỉ rõ trường hợp cụ thể nào và hỏi về Hải hay thầy Hùng, nhưng mà tự nhiên lại tòa sơ thẩm lại kết luận đấy là vị trí của Hùng mà là của công an tỉnh, hoàn toàn các việc diễn giải sai lệch, có dấu hiệu thêm bớt. Thì tôi đã đề nghị như vậy là cứ mang cái bản án công tòa ra để đọc, chúng tôi thấy rất là kỳ lạ, ngạc nhiên. Cho nên một lần nữa tôi khẳng định là tại bản án sơ thẩm đã diễn ra lời trình bày của công an rằng vị trí điện thoại của bị cáo Trần Hùng bắt sóng ở cục Ba Đình không đủ căn cứ xác định bị cáo Trần Hùng đang ở khu vực quận Ba Đình là vi phạm nghiêm trọng của tội tố tụng. Vì là Ngô Văn Phương không trả lời như vậy. Còn về thời điểm địa điểm đưa nhận tiền thì tôi đã khẳng định rồi, do chưa thu thập đầy đủ dữ liệu về cuộc sống dẫn đến là nhận định phiến diện, nhận định sai sự thật khách quan của vụ án. Đáng lẽ phải thu thập cả cuộc gọi, cả tin nhắn, cả data, nhưng mà chỉ thu thập có hai thành tố thôi, cuộc gọi tin nhắn. Dẫn đến là khi chúng tôi chúng ta cũng đã bác bỏ hoàn toàn nhận định của viện kiểm sát. Viện kiểm sát bảo là 13:10, 13:15 là đương nhiệm, nhưng chúng tôi chứng minh ở đây là giờ đấy là Hải đang ở nhà thì đưa tiền cho ai, không có sự gặp gỡ gì cả. Cái thứ hai là vô lý, không bao giờ có chuyện mà Hải là kim đồng nghiệp biết thì người nhà có rõ rồi. Thế thì Hải quay lại cái phòng làm việc không có ai đấy để đưa tiền, làm gì cần có ai đấy để đưa tiền, rồi là không có cuộc hẹn hò gì giữa Hải cùng trước trong cái đám rỗ đó, thì chả có lý do gì mà Hùng lại dừng cái buổi lễ tâm linh quan trọng ở gia đình để vô tình đi đến cơ quan 2-3 phút nhận tiền đi về. Đấy là sự vô lý về mặt logic nhé. Còn về chứng cứ vật chất thì báo cáo của xét xử là khẳng định Trần Hùng đang ở trong gia đình ở nhà, phù hợp với các cái vi bằng của ngày rỗ, phù hợp với lời khai nghiệp vi bằng là Hùng mình án chúng tôi đã khẳng định rồi. Cho nên tôi đề nghị là nghiêm túc xem xét tập trung, nhưng mà nếu mà mình cứ đưa ra như vậy là một thân phận chính trị, người ta có thể chịu cực khổ vì nhân dân đất nước, vì sự nghiệp hàng giả sẽ bị quan sai, đồng thời bỏ lọt ngay tội phạm. Vì ở đây nói là cũng đều có căn cứ cả, vì tôi thấy là những cái mà tất cả mọi người ở đây đều nghe thì tôi chỉ bày rất kỹ, rất cẩn trọng, nhưng mà chưa được tiếp thu, chưa được ghi nhận. Thế một lần nữa là tôi cũng đề nghị là ở đây có mấy cái ý mà viện kiểm sát chưa làm rõ được. Câu hỏi thứ nhất là như vậy là viện kiểm sát đã chấp nhận là có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật, vì trong luật thương mại không có quy định nào trong 9.324 quy định về hàng hóa kỹ thuật, mà ở đây là tòa sơ thẩm lấy cái căn cứ này để nhận định là không có căn cứ xử lý trách nhiệm hình sự. Nên đây là một cái chi tiết rất quan trọng và chúng tôi cho đây là cái bản tin trọng cuối cùng. Cái thứ hai là đến giờ phút này không có hồ sơ về cuộc sống của Nguyễn Chí Hải trong hồ sơ vụ án, không có hồ sơ chi tiết bổ sung đầy đủ chứng minh thời gian địa điểm cụ
đồng bộ để dẫn đến sự kết luận khách quan. Thì đấy là một vài ý kiến chúng tôi tối nay để kiểm tra lại mong để kiểm tra lại trả lời rõ và xét xử có một cái bị cáo công minh công bằng.